Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay giải cờ tướng giáp cấp liên tái diễn ra trưa hôm nay 7 tháng 2 2023. Mời bạn xem trận đầu tiên, Đảng Phỉ gặp Lưu Tử Kiện. Trận này thì Đảng Phỉ cầm đỏ đi tiên, còn Lưu Tử Kiện cầm đen thủ hậu, dẫn đến rất hấp dẫn. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军，将军，将军，将军，将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thì đỏ ưu thế hơn nhưng bị trọng tài xử thua do lỗi kỹ thuật. Mời bạn xem trận thứ hai, Tạo Nhâm Lỗi cầm đỏ đi tiên gặp Lục Vĩ Thao cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。
Quân. Chang Jun. Trên đây mắc mã tàu nhầm lỗi đã buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.